Ông ba nói phần nào tích thiện để riêng, phần nào khi thánh khi tiên có phần. Đuổi trâu gặp cọp rần rần 10 phần, thoát 7 8 phần người ơi. Tới năm Sửu là tới năm Dần thì nhiều cái chuyện các ngài là cũng như tiên đoán lời của ông ba và lời của sư giải bán khoai là nó nhiều cái tai nạn, cũng như là chú Sáu nói đa bệnh đa binh đó. Binh đây là binh âm quý vị, là coi như những cái phần mà vô di vô hình, cái chức sắc, cũng như đức thầy có nói là sai chư tướng xuống răng trần thế đó. Các chư thần từng giảng năm canh đó. Thì nó tất cả những ai mà gia đình nào biết tu hành hiền đức thì được thảnh thơi, và nếu ngay cha thảo chúa mới được Phật trời cứu cho. Còn bây giờ xin lỗi mà nói, nếu ai mà kém công tu khi tới gia đình những cái chuyện mà bất lành nó trải qua tới thì trở tay không trong kịp. Thời kỳ này đó, thầy cho biết rằng Hạ Nguyên này đã hết đời, phong ba biến chuyển đổ giờ gia can, bây giờ cái thời kỳ này thời kỳ cuối rồi, mới kỳ xả tội nay còn một lúc, sau không tu đặng có hứng nhờ, mà kỳ này kỳ chót rồi bà con ơi, ráng để rồi mình anh em mình bước lên con đường đạo đức, không có còn bấy lâu nữa đâu. Bởi vì thầy nói trên cùng dưới xum dày một buổi, dựng 12 mai rủi mấy hai, làm cho rõ mặt ra ngoài, thượng nguyên hồ phục là ngài ăn cư, hay là trong một giáp ân cần si tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Bởi vì trong cái thời này á, tại mình mê muội, mình chạy theo đời vật chất, nó chìm đắm trong bả lợi đờn tây rồi lợi đờn đông, chết trong bá tánh gặp sông quên nguồn, phàm trần như chỉ dấu cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng lẫn lơ. Năm Dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm Mẹo như tơ rối cuồng, năm Mèo tháng Mẹo chưa buồn, năm Mèo tháng Hợi mới lị tuông dầm về, vậy mà chưa mấy ưu ê, trung ương rồng lộn ê hề thay phơi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay vào ngày 19 tháng 12 năm Tân Sửu, chúng con trở về nơi núi dài Năm Giếng gặp chú Ba. Cho lên đây cũng tình cờ gặp nhau hội ngộ, cũng có duyên lành. Vậy hôm nay cũng tôi cũng có cái đề tài nghi vấn để hỏi chú Ba, để cho biết rồi đồng đạo mình nước trong hay là ở dưới đồng đạo các nước đều hiểu biết, đặng mình lo tu hành tinh tấn. Vậy thì bên ông ba có nói Sửu Dần đa bệnh lợi đa binh, mà hỏi sao mà đa bệnh đa binh, sao chú ba nói lên cho đồng đạo và bà con để nắm, để rồi mình tiến lên con đường đạo. Nhờ chú ba nói giùm cho biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lễ Đức Thầy, kính lễ các vị đất đai, thành hoàng bông cảnh, hoàng thiên hậu thổ và chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ơn chứng minh hạnh ngộ hôm nay gặp chú Sáu tại nơi Ngũ Hồ Sơn cũng như núi dài Năm Giếng, và nơi đây cũng lần đầu tiên lên đây để tham quan nơi khu vực điện của thầy. Thì chú Sáu hỏi đó, thì hằng ngày thì ông sư giải bán khoai cũng có lời dạy như sau: chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đích con trâu khóa cổng, đến chừng đó mới thay phơi chồng đóng. Hay văn chương của ông ba cũng có dạy, ông ba nói phần nào tích thiện để riêng, phần nào khi thánh khi tiên có phần. Đuổi trâu gặp cọp rần rần 10 phần, thoát 7 8 phần người ơi. Thì đây là cũng những cái vị mà đắc đạo, ông ba sư giải bán phai cũng tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương không đó quý vị. Thì những gì thì từ ngày 18 tháng 5 năm 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo đến nay là ngót trên dưới 82 83 năm rồi. Thì tất cả những gì Đức Thầy chúng ta cũng có dạy, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Thì quý vị thấy hai câu này, Đức Thầy chúng ta thì cũng có gợi lên để cảnh tỉnh chúng ta. Cũng như chú Sáu cũng hỏi vừa rồi, thì những cái câu văn là đa bệnh lại đa binh, xin phép mình giải nghĩa từ ngữ nó rõ ra. Chữ đa là nhiều, chữ bệnh tức là bệnh hoạn, bệnh tật, những bất lành. Bệnh là do nghiệp của chúng sanh tạo những bất lành, cho nên trong cơ thể đủ thử chứng bệnh trong ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận đó quý vị. Tâm là cũng như là tim, can là gan, tỳ là bao tử, phế là phổi, mà thận là trái thận của chúng ta, là cũng như mà lọc lừa điều hòa máu huyết, sự tiêu hóa từng quần của chúng ta. Một trong thứ năm thứ này mà nó chuyển sái một điều, mà nó chuyển sái quấy thì cả châu thân chúng ta bại hoại, nó không an. Cho nên sự tu hành chúng ta là vào buổi Hạ Nguyên này được Đức Quỳnh Giáo Chủ Lâm Phàm dạy chúng ta là mở đạo.
Đến bây giờ thì như vậy là cuốn thi văn giáo lý của Ngài chỉ trong đó đó quý vị, thì đó là một kho tàng pháp bảo. Coi như Ngài viết văn nó đầy những cái cao từ ẩn ngữ. Kính thưa quý vị, cũng như trong quyển tư, Ngài nói quyết dạy trần nên nấy lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Rồi cũng trong quyển tư là quyển giác mê tâm kệ, gần cuối quyển thì Ngài viết đó, ta ra sức viết câu huyền bí, chúng dân ơi ráng kiếm ráng tầm. Cho quý vị thấy đó, có lúc Đức Thầy chúng ta viết nói lời thường, có giúp thì viết lời huyền bí, thì khuyên chúng ta phải ráng kiếm ráng tầm. Thì cũng như vừa rồi chú Sáu có hỏi đa bệnh và lại đa binh, thì bây giờ á, binh này á, thì bây giờ nó có nhiều binh á, binh gia, binh âm, binh khí, nó nhiều cái cao từ ẩn ngữ trong đây á, thì đó là những cái từ ngữ mà ông ba nói lên á, là chúng ta phải chuẩn bị tu hành đầy đủ công đức để chúng ta mới đối phó với đa bệnh là nhiều bệnh quý vị. Và đa binh là Ngài thường Đức Thầy có dạy chúng ta quý vị, Đức Thầy nói là các chư thần từng giảng năm canh về thượng giới tâu qua thượng đế, sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá trời. Nếu quý vị thấy đây là Đức Phật, Đức Thầy chúng ta, Ngài thấy rõ những cái tâm tư nguyện vọng của chúng sanh, là vì thời hỏa hoạn mạt pháp này say mê vật dục mới chìm đắm trong biển lợi danh, mới gây nên nghiệp quả, từ chỗ đó mới lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, còn người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau mới chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, kiếp đến long hoa chào Phật, trước mới biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhị màu, và kiến diện bậc chân sư, tu hành mới mau đắc quả. Đó là xin quý vị là trích trong bài Sứ Mạng, cũng như cái bài thay lời tựa của Đức Thầy chúng ta viết đó quý vị. Ngày lâm phàm là ngày mở đạo khai sáng đạo Phật giáo của Hảo là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, mà đến ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942 thì Ngài mới viết cái bài Sứ Mạng này, là tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu đó quý vị. Thì ai có xem thi văn giáo lý của Đức Thầy thì đọc qua cái bài thay lời tựa, thì Đức Thầy là giải trình cái sứ mạng của Ngài là lâm phàm đây, là trong bài Sứ Mạng là rất là đầy đủ hết. Còn bây giờ chú Sáu cũng hỏi là đa bệnh lại đa binh, tức là nhiều cái bệnh hoạn, nhiều cái bệnh nghiệp của chúng sanh, cho nên mình phải nghe lời Đức Thầy là phải ráng tu hành để tìm con đường giải thoát. Đó là trước hết là Ngài dạy chúng ta là phải ráng học thuộc 8 điều răn cấm, và kế sau đó là chúng ta thực hành bát chánh đạo, thì như thế là chúng ta mới được gần như trọn lành trọn sáng, thì về ngưỡi Tây Phương an dưỡng, mới học đạo hoàn toàn, mới trở lại cứu vớt chúng sanh. Và kính thưa quý vị, theo chú Sáu hỏi như thế đó, thì bây giờ sự tu của con người chúng ta muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Thì nơi đây cũng xin phép nhắc ra 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta. Nếu ai mà giữ được vẹn 8 điều răn cấm này thì bước lên con đường giải thoát đó quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, và giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiểm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá, mà lợi dụng tiền tài đành quên nhân nghĩa và đạo lý, và đừng ích kỷ xu phụng kẻ giàu sang mà phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta không nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta không nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng tế thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ của ta mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội thì cả sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh thì đó là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Và điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô ích, vì cõi Diêm Vương không giờ dùng hối lộ mà cũng không xài được nữa. Hãy để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Và điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh.
Đạo Pháp thường hay dung với hòa. Xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, thì người thứ ta. Kính thưa quý vị, đó là nhắc qua là của tám điều răn cấm Đức Thầy dạy chúng ta. Mà xin lỗi các quý vị, trên đời nếu chúng ta giữa cái đời mê muội mà chúng ta gặp được Phật Pháp, đó là điều hy hữu ngàn năm một thở. Chúng ta gặp cơ may, cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy chúng ta, duyên lành mới rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thì đây giờ chữ khùng của Phật, của Thầy, chứ không phải của người lãng trí. Mà chúng ta tất cả đồng đạo chúng ta ngộ đạo, gặp được và hiểu biết, tin tưởng sự cứu đời của Đức Thầy chúng ta, là chúng ta có duyên lành với Ngài trong nhiều tiền kiếp. Thế vậy thì Ngài mới nói là chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Kiếp trước là tiền kiếp của chúng ta. Chúng ta có cái duyên hiền với Ngài, và cũng có cái phần tiếp Ngài trong cái việc mà Ngài thuyết pháp, dạy đạo, các cái vân vân. Cho nên hôm nay chúng ta mới được nghe lời của Ngài và đặt niềm tin nơi Ngài, chúng ta tu hành. Đó là một điều hết sức quý báu, hạnh phúc của chúng ta. Vì Ngài thường Ngài dạy chúng ta mà, nghe điên dạy, sau này thơi thảnh, và đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Để quý vị thấy, còn tìm cực lạc, đây cũng rành đường ngõ, hãy mau chân tu tỉnh mới màu. Rồi Ngài cũng khuyên chúng ta mà, hằng ngày phải ráng cố gắng tu tỉnh để được ơn trên chư Phật cứu rỗi chúng ta. Ngày nay sớm đến Phật đàn thì tu cầu chư Phật mới cứu an linh hồn, tội chúng ta mới tiêu và được phước hưởng trường tồn, mới không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Đó quý vị thấy đó. Thì nó từ chỗ đó Ngài mới dạy chúng ta đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên câu lục tự, chẳng đợi gì thời khắc, vì chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Kính thưa quý vị, chữ lục là sáu, chữ tự là chữ, đây là sáu chữ, cũng như sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà chữ trì là giữ, giữ trong tâm, chữ bất là không, chữ diễn là xa. Ý Đức Thầy dạy chúng ta mà Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta giữ trong tâm liền hết không xa, thì lâm nguy thì chúng ta được có người cứu mình, đó là Đức Phật và tất cả chư vị linh thần cứu ta đó quý vị. Cho nên đây là lời Đức Thầy dạy chúng ta là không bao giờ sai thất hết đó quý vị. Cho nên nó là những cái lời của Ngài dạy chúng ta, là cũng như nhắc trích đoạn trong cái bài dặn dò bổn đạo đó. Ngài nói tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo, xuống trần nhằm buổi nạn eo, mà gẫm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Vì hạ nguyên sanh chứng ám u, nhưng mà Ngài Tây Phương sắc lệnh dân du mới Nam Kỳ, Ngài mới mượn nhằm một xác nhu mì để giảng dân 6 tháng vậy thì xem sao. Đó quý vị thấy, đây là lời Đức Thầy giải trình rất là rõ ràng. Rồi nhưng mà Ngài viết hai câu này nữa quý vị, Ngài nói rất buồn bá tánh biết bao, nhưng mà nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Đó quý vị thấy, bây giờ là vào 25 tháng vừa qua, từ khi 2019 mà năm Canh Tý đó quý vị, còn năm nay cũng dần viết trăm sổ rồi, chỉ còn có 10 ngày nữa là bước qua năm mới rồi, rồi qua tới năm Dần. Đó quý vị thấy, đây là những lời tiên tri mà hàng ngày trên YouTuber là các chú Sáu, chú Tư là cũng có nhắc nhở chúng ta hết rồi. Hết đó là tới năm Sửu, là tới năm Dần. Thì nhiều cái chuyện các ngài là cũng như tiên đoán lời của ông Ba và lời của sư Giải Bán Khoai, là nó nhiều cái tai nạn, cũng như là chú Sáu nói đa bệnh đa binh đó. Binh đây là binh âm quý vị, là coi như những cái phần mà vô di vô hình, cái chức sắc, cũng như Đức Thầy có nói là sai chư tướng xuống răng trần thế đó, các chư thần từng giảng năm canh đó. Thì nó tất cả những ai mà gia đình nào biết tu hành hiền đức thì được thảnh thơi, và nếu ngay cha thảo chúa mới được Phật trời cứu cho. Còn bây giờ xin lỗi mà nói, nếu ai mà kém công tu, khi tới gia đình những cái chuyện mà bất lành nó trải qua tới thì trở tay không kịp đó quý vị. Cái chuyện đó thì hằng ngày mình cũng thấy, thường thấy trong đời thường rồi. Thì hôm nay em cháu cũng xin phép qua những cái câu hỏi của chú Sáu, thì nó đại khái là Đức Phật viết văn là rất là nhiều, nhưng mà em cháu đây thì chỉ biết một góc độ nào đó, thì cũng nhắc ra cho quý vị đồng đạo cũng như quý khán thính giả cảm nhận để mà hiểu biết rộng thêm, để tu hành gia đình được mọi điều an lành hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ như những lời mà chú Ba đã trình thuyết qua, thì tôi cũng có hỏi chú Ba vấn đề cũng như đa bệnh là đa binh, thì chú Ba cũng nói lên những cái phần này.
thì đa bệnh đa binh nó nhiều chuyện chứ lắm, như là binh là bệnh nó đủ thứ chuyện. Nhưng mà chú Ba nãy giờ cũng có nói qua những vấn đề như là tám điều răn cấm, rồi nói qua những điều mà để cho mình tiến lên tu. Bởi vì chú thấy trong cái thời kỳ này đó, thầy cho biết rằng Hạ Nguyên này đã hết đời, phong ba biến chuyển đổ giờ gia can. Bởi vì cái thời kỳ này thời kỳ cuối rồi, mới kỳ xả tội nay còn một lúc sau không tu đặng có hứng nhờ. Mà kỳ này kỳ chót rồi bà con ơi, ráng để rồi mình anh em mình bước lên con đường đạo đức, không có còn bấy lâu nữa đâu. Bởi vì thầy nói trên cùng dưới xâm dày một buổi, dựng 12 mai rủi mới hay, làm cho rõ mặt ra ngoài, thượng ngôn hồ phục là ngài ăn cư. Hay là trong một giáp ăn cần si tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Bởi vì trong cái thời này á, tại mình mê muội mình chạy theo đời vật chất, nó chìm đắm trong bả lợi danh. Mới thầy nói đờn tay rồi lợi đờn đông, chết trong bá tánh gặp sông quên nguồn, phàm trần như chỉ dấu cuồng mà còn sai đắm theo tuồng lẫn lơ. Lời lành mắt lắp tai ngơ, đua theo vật chất mà hẳn hờ đàn tiên, hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Bởi vì mình chìm đắm xuống đây mình mê muội, trước kia mình là gốc thượng đế xuống trần, nhưng mà mình xuống đây là 96 ức linh căn, người ta về được là 4 ức, còn là 92 ức, mà trong này là có mình còn ngồi từ lừ đây, mà kiếp này là kiếp chót. Bởi thầy nói bàn tay lật ngửa vậy mà, chứ đừng lật sắp mà thầy tái sanh, thầy cũng là kiếp chót dạy mình không còn diễn kiếp nữa, mà mình kiếp này cũng kiếp chót nữa. Vậy hôm nay tôi cũng được lên cái bê tếp chứ chú Ba đây, thì tôi cũng nói phiên với cô bác đồng đạo trong nước hay ngoài nước, anh em mình còn có một kỳ này là kỳ chót rồi, mà kỳ ăn xá là kỳ xả tội nữa. Kỳ xả tội nay còn một lúc sao không tu đừng có nhờ, mà kỳ này kỳ chót rồi, mà mình còn gì nữa mà chần chờ lo theo bả lợi danh vật chất. Tiền tài nó làm cho con người mình bị chìm đắm, cám dỗ lại người bị xuống cái hố sâu hoài, nó dục mình phải chìm đắm hoài nên lên không được. Mà còn con kiếp này nữa là kiếp cuối cùng rồi, nếu ai không tu thì chừng khổ cũng ưng, nó đừng có trách sao không chỉ bảo. Cái thời kỳ này là thời kỳ mạt hạ cùng căn rồi, nên con người mình quyết chí phải làm lành lánh dữ, phải tu hành đặng mình không được thành Phật thánh tiên, cũng về dự hội Long Hoa trong thời kỳ cuối. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ chú Ba tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả như quý đồng đạo, vừa rồi thì cũng cảm nghĩ trao đổi của chú Sáu, thì để tiếp tục thì tôi cũng xin nhắc nhở thêm một số lời vàng tiếng ngọc, khuôn vàng thước ngọc của Đức Thầy dạy chúng ta, cũng như Phật Thầy Tây An dạy chúng ta 10 điều khuyến tu đó quý vị. Đức Thầy chúng ta thì dạy chúng ta là bát nhẫn, bát chánh đạo, 8 điều răn cấm, mà trong này đó thì có cái tứ môn tứ diệu đế này, thì thời kỳ Đức Phật cách đây 26 thế kỷ Đức Phật cũng có thuyết pháp tứ diệu đế. Còn đây Đức Thầy chúng ta dạy cũng rất là rõ, ngài viết văn trong quyển tư là quyển Giác Mê Tâm Kệ, ngài có nói có đoạn pháp như sau: tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên Phật Thánh. Thì về thượng giới cõi tiên mới bảnh đến diệt đề trừ vật dục xưa. Vì cõi hồng trần nhiều việc mến ưa sự giả tạm ta nên dứt bỏ. Đâu quý vị thấy đây là Đức Thầy chỉ chúng ta là tất cả trên đời này bao nhiêu vật chất cái gì thì hữu hình là tất hoại, nó cũng đều hoại hết. Nếu mà chúng ta không nghe lời Đức Phật chỉ dạy, chúng ta say mê nó hoài thì chúng ta không tu tỉnh tròn vẹn, thì gia đình chúng ta thì nó không bao giờ được Đức Phật và chư thần độ cho hạnh phúc an vui, nhiều khi nó phải có chuyện phiền não ưu tư đấy quý vị. Thì như vậy là muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thì phải thiệt hành chứ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, ngài chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề, thấy một đường thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Và mùi đạo dị chúng sanh ráng kiếm, đạo diệu chúng sanh ráng kiếm, diệu là diệu quyền màu nhiệm của Đức Thầy dạy chúng ta đó quý vị. Thì trễ thời kỳ khó gặp đặng ta đó quý vị, thấy đây là Đức Thầy mới bảo chúng ta rồi hành thêm bát nhẫn mới là thì muôn việc đều an bá tế đó. Thì Đức Thầy dạy chúng ta chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trong đời, lập thân danh tuần trải nơi nơi chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giái trì tâm trong trẻo, khuyên dương phần trần giữ phận làm đầu, và nhẫn hương thân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hoại hỷ, nhẫn phủ mẫu cõi trang hiền sĩ, phận sướng tỳ chồng vợ nhịn nhau, nhịn xóm chòm cô bác mới cao, nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc, nhịn tất cả những người tuổi tác, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu, giữ một lòng hiền đức mới màu, quanh tâm cũng bảo tàng thân thể. Chữ nhẫn đức kể ra luôn thể thì trong đời dạng sự bình an, chữ nhẫn thành báo quý hiển gian, lúc đó mới khắp bốn biển gặp câu hòa nhã, câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì
phải ráng sưu tầm. Đó quý vị thấy đây là hai câu Đức Thầy dạy chúng ta quý vị. Tại sao mà trong cái lời dạy của Ngài mà nó lại là bay mùi thơm lạ, cũng như cái đoạn pháp chúng thầy Đức Thầy dạy chúng ta mà đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem, và mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Kính thưa quý vị, đây là mình không ăn được, mình không uống được mà sao Đức Phật nói là nó ngon tợ gỏi nem. Đó, cũng như trong cái câu đạo đức của Ngài dạy, nó chứa bao nhiêu cái điều màu nhiệm là nó bay cái mùi thơm lạ. Và vì cái văn chương của Đức Phật đó quý vị, cái sự màu nhiệm, cái quyền diệu nè, sau này Đức Thầy á, là của chúng ta là danh điên khùng, sau này mới gian khắp năm châu luôn. Cho nên đó, đây là Đức Thầy chúng ta mới nói câu đạo đức bay mùi thơm lạ. Muốn nếm thì phải ráng sưu tầm, bởi vì đây là những cái lời vô cùng nhiệm màu của Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta. Mà chúng ta hành theo thì gia đình chúng ta luôn luôn được an vui hạnh phúc. Con cái chúng ta là không có gì gọi là nó vi phạm pháp luật từ gia đình xã hội. Cho nên chúng ta an lòng. Cho nên đó Đức Thầy dạy chúng ta tu cầu gia đạo vuông tròn, và chồng hoài thì vợ thuận cháu con mới được thảo hiền. Đó, thì kính thưa quý vị, nó đại khái Đức Thầy dạy chúng ta vậy. Thì hôm nay đây em cháu cũng xin được nhắc ra cái bài này, là đây là cái bài nền đạo đức trong Kinh Phật dạy chúng ta. Thì nền đạo đức phải ráng làm sáng tỏ, hỡi bà con lớn nhỏ quê nhà, muốn cho thân được giữ liên hoa, đạo chớ để mê xa trần tục. Vì làm nhà cửa không dùng cây mục, làm Phật tiên chẳng chút nhiễm trần. Anh chị em phải ráng tu thân, đừng ngao ngán gian trưng lắm lúc. Tuy phải chịu năm bào mười đục, có ngày mới nên hình Phật cốt tiên. Đừng nản lòng trước cảnh đảo điên, và khá bền chí lo chuyên đạo pháp. Rách lạnh trước rồi sau mới ấm áp, sung sướng nay mai mốt khổ lao. Công phu nhiều thì quả mới cao, lơ là quá làm sao ngộ đạo. Và tu trong bụng đừng tu ngoài áo, đạo tại tâm chứ đạo tại mồm. Biết đạo nên hương nước sớm hơm, và đừng tu bạc đèn nhang mai tối. Tu chân chánh chứ tu giả dối, đường Phật đi nên nối gót theo. Đã xả thân chớ sợ nguy nghèo, theo tâm Phật đừng theo ma quỷ. Chưa hiểu đạo là còn tánh ngụy, hiểu đạo rồi phải ráng trị tà tâm. Và phải tưởng tin Phật pháp thậm thâm, phải thực hiện từ tâm bác ái. Lấy nhẫn nhục thắng qua khổ hải, đem giới răng ngăn cái tâm trần. Dù yêu tin đầy dẫy bên thân, cũng chớ để tâm thần ngao ngát. Phải niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, một lòng nguyện bến giác. Tầm qua nghiệp thế gian phải trút hết ta bà, lòng Bồ Tát phải ôm qua tịnh độ. Trên đường tiến đến ngày tỏ ngộ, khó khăn bao cũng ráng tu hành. Giữ mặt ai mình vẫn làm lành, cứ như thế mà hành mới được. Và đường đạo có xa bao cũng bước, trình đời dù trái ngược cũng tu. Tu cho mình hết kiếp dại ngu, tu cho kẻ khỏi câu thống khổ. Muốn giải thoát tìm phương tịnh độ, muốn siêu sanh phải theo lộ thiền môn. Độ sát thân độ cả linh hồn, độ mình kế độ luôn bá tánh. Làm phước đức dồi trao đạo hạnh, tánh phàm phu đổi tánh Phật tiên. Mối từ bi năm tháng phải nối liền, đường chánh giác ngày đêm rộng mở. Chẳng những tự lo cho xong nợ, còn giúp người sớm gỡ dây oan. Đem sự tu biến cõi tầng trần hoàng, hết nghe thấy tiếng than cảnh khổ. Tu cho đúng con đường đại độ, và tu cho thông con lộ huyền di. Chớ núng nao công việc nghĩa nghì, đừng từ chối như gì phước đức. Và trước hết tự mình nỗ lực, rồi Phật tiên giúp sức thêm cho. Tu ngồi không công đức không lo, tu như thế bao giờ đắc đạo. Tu nhân đạo phải lo hiếu thảo, và tu Phật môn phải giáo độ đời. Tu mà không giúp ích cho đời là tu trái ngược lời chư Phật. Tu thì phải tâm vô nhất vật, tu còn ham vật chất sao nên. Thói đời tuy khó bỏ ráng quên, tánh đạo rất khó rèn ráng tập. Phải cương quyết chứ đừng lập bập, nay không thành bữa khác cũng thành. Phải như Thích Ca luyện đạo non sanh, như Tam Tạng thỉnh kinh đông độ. Không cương quyết đâu thành Phật tổ, không nhất tâm đâu ngộ Như Lai. Người xưa kia như thể người nay, thành đạo chẳng một ngày mà được. Tiên thánh cũng thăng trầm bao lượt, cố gắng tu hết sức mới thành. Có ít có ai bữa trước mới hành, bữa sau được nên danh Bồ Tát. Người thường trước có nhiều tội ác, do kém tu không đủ sức tiêu trừ. Và phải làm cho công đức có dư, tội ác hết cái chân như mới tỏ. Cũng như muốn lúa tốt phải làm sạch cỏ, muốn tánh mình phải bỏ cái lòng tà. Nếu lưng chừng nửa Phật nửa ma, đến chết cũng không ra gì cả. Nói thiên cơ mà không hối quá, rốt cuộc rồi cũng như cá mắc câu. Vì hội Phật tiên không dễ gặp đâu, muốn gặp được phải công tu dài dặn. Hội tiên Phật người nào dự đẳng, tự nhiên người ấy chứng quả rồi. Tu lưng chừng hoặc đạo lâu thôi, khó mong dựa chính ngôi sen báo. Hỡi tất cả anh em trong đạo, hỡi bà con lão ấu gần xa, ráng thành tâm hành đạo Thích Ca, ráng thật ý tạo ra phước đức. Khá thương nhau như là cật ruột, khá giúp nhau trong cuộc gian nguy. Trên con đường trí huệ từ bi, nên phải dìu dắt nhau đi tột chỗ. Vì thiên hạ sống còn đầy đau khổ, đạo nghĩa nên thi thố rộng ra, giải cứu đời khỏi cảnh thiết tha. Hỡi đồng đạo quê nhà nên cố gắng,
Đó là những lời từ xứ lạ đôi lời gửi nhắn, gọi là quà biếu tặng cho nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin cô Sáu cũng có cảm tưởng thêm. Sáu ơi. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi đây, bình thường Sáu cho con hỏi cái qua năm vàng này, nghe nói là ác thú muôn bày này là nó lớp 3 lớp dạy nó ra sao, ông có nghĩa cho con Sáu rồi. Cái này thì tôi cũng xin thưa mà nói, thì bữa nay nó cũng có lên cái YouTube trong cái clip này, thì thật ra là nói cũng như qua năm dần này kia, thì mấy cái này thì tôi thì thầy cũng có nói năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy ú ê, trung ương rồng lộn ê hề thay phơi. Theo tôi nghĩ là cái câu văn của thầy nói là ông Phật cũng nói, nhưng mà tôi thì người phàm nên chú hỏi thì tôi trả lời vậy thôi, chứ tôi chưa biết. Nhiều khi cũng nói nhiều đồng đạo cũng nói trải qua nhiều năm rồi, như ông Sáu Địch là cũng bạn, cũng như hồi đó nói cũng tới tới, nhưng mà hoài thì nó không có tới đâu. Nên có nhiều người cũng phản ảnh về vấn đề này dữ lắm, người ta nói em nói này kia, nhưng mà sự thật là nó không tới. Nhưng mà tôi thấy trong cái thời buổi này thì nó cũng muốn gần kết thúc, bởi vì tôi thấy trong cái cuộc này mà qua năm nay thì bước vô năm con chuột là đầu tiên thì dịch bệnh nó khởi ra tùm lum tà la nè, rồi năm nay năm sủ nữa thì nó biến chuyển, tức là tùm lum hết trơn, là mấy trăm nước đều có qua trải qua cái vụ dịch bệnh này hết, thì ai cũng có trải qua, thì mình thấy cái trời thiên cơ này nó biến chuyển rồi đó. Nhưng mà nó không biết thật giả, nếu mà thiệt á thì qua năm tới năm dần này á, thì nó khổ nữa, nó càng ngày càng siết siết vô không à. Thì trong cái bài Thiên Lý Ra thì thầy cũng có nói là trong 12 năm này là trong một giáp ăn cần suy tính đó, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Tức là một giáp là trong 12 năm này nè đó. Bởi vì mình theo chú nghĩ thì nó như vậy, nhưng mà mình cũng không biết bên ông Phật thì ông nói như thế nào thì chú không hiểu. Nhưng mà chú thấy theo phần của chú thì nhận xét ra thì mình thấy cái thời này thì mình phải tu mới được. Bởi vì ở thế gian này thì thầy cho biết rằng ở thế gian dường thể chúng ao tù, mình ở cái cảnh này là cảnh tù, cảnh khổ, chứ mình không có vui sướng, mà tại vì mình không biết. Thí dụ như cháu giàu sang thì chú có lên xe xuống ngựa thì tối cũng ngủ bề ngang cũng thước, bề vàng hai thước, hay là cháu khi mà mát đồ ăn uống ngày hai bữa cơm cũng không có gì. Nhưng mà mình nghĩ là phải tìm được con đường mà là giải thoát á, là con đường là mình sao mà được về với tiên với Phật với thánh á, mình mới khỏi ở cái cõi ta bà này. Chứ thật ra mình nhìn thấy cái này nó đâu có thiệt với mình, thân xác nó cũng không thiệt với mình, nó hoàn toàn là giả không à, mà mình chạy theo cái giả không à, mình không tìm được cái thiệt. Mà thầy nói trong thân thể mình nó còn có một cái là vĩnh viễn trường tồn, nó có cái là không có di dịch, không bắt di bắt dịch, mình phải tìm cái đó đó. Nên mình tìm cái gì mà không không mà có, tìm cái lý chân không nó mới có được. Còn mình để tìm cái có hoài thì nó không bao giờ nó có đến với mình, bởi vì mình chạy theo, mình nói thầy nói trên dương thế ngũ hình đắc hoại, nó hình tướng là bị hoại hết, những cái này đều hoại hết tất cả, nó không có gì thiệt với mình chứ. Đi cúng bái đây cũng vậy, mình đi để mà trợ duyên lợi cái tâm mình á, nó trở lợi cái tâm tánh của mình á. Thì Phật cũng có nói Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm trên non núi. Tại mình đi tìm kiếm là mình lặn lội, mình đi cúng bái để rồi mình cầu xin để mình giải quả giải căn mình, chứ thật ra là Phật nó không ngoài mình, tức là nó ở trong tâm mình chứ nó không có ngoài. Bây giờ tôi như chú cháu mình thương nhau, như tôi thương chú ba nè, chú ba thương tôi đó là Phật, mà ghét gơ nhau á là quỷ là ma. Với ông nói làm chân chánh là tiên là Phật đó, làm gian ác là quỷ là ma. Bây giờ như mấy đứa cháu nó quay đi bê tấp nè, mà nó biết thương người mến vật đó là Phật đó, mà chút nó quay lên nó có cái gì ý riêng mà nó ghét gơ á là nó đó, là cái đó nó không tốt đó. Thì ông nói trắng cho mình hiểu biết hết trơn rồi, thì mình thương yêu lẫn nhau. Thì ông nói điều thứ 8 ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ được trọn lành, trọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng, rồi học đạo hoàn toàn còn phải trở lại cứu giúp chúng sanh nữa, chứ đâu không phải ngồi yên. Mà theo chú nhận xét trong cái thời này á, thì mình phải tu mới được. Tu là tốt, tu gấp gấp nếu không quá trễ đó. Từng đối đầu khó thấy điên khùng, tức là Phật mình, ông thầy mình, ông xưng khùng điên không à. Đó. Thì hôm nay á, thì cũng có cái duyên lành, cũng như đi đến đây thì gặp chú ba với mấy cháu này á, thì chú hồi đó giờ chú không có lên mấy cái này, mà chú không có nói chuyện với cái này nữa. Nhưng mà chú cũng có nói chuyện đạo cho mấy cháu nó nghe, cũng như chú dắt người ta đi cúng bái được kia không à. Rồi cũng có nói cho nó nghe về phiên nó ăn chay niệm Phật rồi ráng tu hiền rồi kia vậy đó.
chứ không có lên mà bê tớp này. Chú Sáu hồi nãy nói một câu mà mình như là ở trong tù á, là cũng như là mình tu là mình được giải thoát ra đúng không chú Sáu? Ờ thì mình ở trong cái này là biển mê sông khổ mà ở như tù mà. Mình ở trong cái ao này là ao tù. Cá to thì phải ở ao, muốn ra biển rộng hay nhào kiếm sông mình lội ra cái đây nè. Chứ mình ở trong này là cũng như là cái cảnh này là cảnh khổ không à, như ở cái tù. Chứ đâu có gì đâu sung sướng. Con giàu thì cũng không sung sướng, bởi ông mới nói ô cả sang hàng mấy ao thân phả. Sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đang dựa Phật đài đó. Nó bây giờ cái người giàu á thì sợ gian huy trộm cướp dình mò lo tước quyền cho được cơm cho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Rồi còn người nghèo á thì lo đói lo no lo không có gì xong mới tấn. Rồi ông nói ôi cả sang hàng mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sang báo. Phật thì ông kêu mình tu không mà, mà mình xuống đây mình mê mũi rồi mình chạy theo danh lợi tình, rồi mình có vợ có chồng rồi mình nói là cái thiệt, vợ mình là thiệt này kia, chứ thật ra nó cái giả không à, trả nợ với nhau không mà, nó đâu có cái gì đâu thiệt. Nó vậy là hoàn toàn giả hết. Giả hết, nó không có cái gì thiệt đâu. Là... mà có một cái thiệt mà mình phải tìm cái thiệt đó. Tức là cái đó không bất di bất dịch, tức là nó cái vĩnh viễn trường tồn, là biểu mình phải tu mà mình buông hết trơn. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, lìa đền đài vợ đẹp con cưng thân chẳng xá sông pha bờ bụi, đi vô rừng núi ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, lìa hết trơn tất cả mới thành Phật được. Còn mình bây giờ đi đâu năm mấy ngày, cái nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Bây giờ cái nào cũng giả hết mà có cái nào thiệt là tồn tại lại. Thì tự cái thần thức của mình là cái linh hồn mình làm chân chánh đó là cái thiệt của mình đó. Đó là tồn tại phải không? Nó mới tồn tại. Tâm là thiệt. Nó cái tâm là cái thần thức của mình. Đây là cái nhà mình, nó là giả. Khi mình bỏ xác này mình chết, mình chết rồi là cái hồn nó xuất ra nó đi, mà nó đi theo là cái đường của mình, là cái đường mà sinh tử luân hồi, là mình làm sao thì nó đi theo cái đường đó đó. Nó đi theo con đường của mình đó, là thầy nói đi theo nhân quả của mình. Mới thầy nói lực nhân quả thật là câu diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm chuyện thẳng ngay, nếu bền chí của ngài thông đã. Bây giờ con làm ác á, thì con gặp ác, con làm thiện thì gặp thiện. Mà con làm thiện hoài á, khi con chết rồi con xuất ra cái thần thức con, nó đi vào cái chỗ thiện. Còn con làm ác thì con phải chịu đã, phải chịu đi xuống vậy thôi. Nó thì tôi chú cũng kính trình bao nhiêu nói cho mấy cháu vậy biết vậy thôi. Bây giờ bữa nay nó như vậy chú ba sao nữa đóng góp à, thì hả? Nhưng bây giờ sức sức gia đi tu giờ kịp, còn kịp không sao? Kịp. Kịp không sao? Còn kịp quay lại là bờ đó. Mấy con đi lại là kịp. Bây giờ sắp nổ gian thinh á thì nó mới không kịp. Chú Lễ hỏi khỏi cần xuất gia. Tại vì Đức Thầy chúng ta ngày thường có dạy đó. Đó là có hai hạng người. Một là hạng xuất gia, hạng tại gia thôi. Nhưng mà xuất gia thì thầy có định nghĩa trong quyển 5 đó, mình gặp đó, giờ mấy các nhà sư những ni cô hoàn toàn ly khai gia đình quê hương bạn, giữa thân và cảnh thiền môn hay hoặc núi non am cốc đó, hàng ngày chăm sóc cảnh già lam là gia đình của nhà sư, là tất cả các đại chúng vân vân, thầy dạy vậy đó. Thì đó là những người cố tu cho mau thành Phật quả. Còn tại gia mình giữ gìn ít điều giới lực, sửa tánh răng lòng, ủng hộ các sư, cũng lần lần bước lên con đường giải thoát được thôi. Trời ơi con ơi, thì ta nói bây giờ bữa nay nói với mấy cháu gì nè, nó cũng có duyên lành lắm. Thì mình mới nói cái chuyện này á, thì có nhiều khi mà nói mà nhiều người người ta không nghe. Mà nhiều khi con hỏi á, thì con mới chịu nghe, thì nói chú nói cho con nghe. Chứ cái thời kỳ này á, thì nó đúng rồi, thời kỳ rốt ráo rồi. Bởi vì mình ở trong cái cảnh này như con nói sao, ở trong cảnh tù mà thì mình ở cho đâu có gì đâu sung sướng con. Như bây giờ mày tình chồng nghĩa vợ, mày đi đâu cái mày nhớ gia đình, nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, mà có cái đó cái giả. Dạ, bây giờ thử thời mày ha, mày chết đến bữa coi nó có chồng khác à, nó đâu có thiệt với mình đâu. Là tồn tại là cái tội với cái phước. Cái tội phước không à, mà cái thần thức của mình làm sao á, thì nó duyên theo cái thần thức của mình á, nó trở về với cái tâm, cái tánh giác mình á. Bởi thầy nói hãy tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh trong dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không phủng, dáng si tầm, đang mở tánh linh. Mình ráng si tầm cái chuyện này nè, đặng mở cái tánh linh của mình á, lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Nếu con thấy bổn lai diện mục mà con tỏ rồi ha, là con bực sáng, là con hiểu biết hết trơn, là con chứng đạo được. Còn bây giờ như phe mình chú nói vậy chứ cũng còn mê muội, như mấy con thì cũng còn đây nè, phe mình đồ quay bê tiếp lên gì để nghe bà con nghe đặng cho tu. Thì chú cũng muốn nói lên đây cho người ta nghe, đặng ta hiểu biết rồi ta tu vậy thôi. Chứ thật ra mình còn đứng ngoài hàng rào xa lắc xa lơ, chưa có đi tới đâu đó. Chú bằng này, bên này, chú nói bằng sự thật vậy thôi đó. Nói mà bà con trên cộng đồng mạng người ta nghe, người ta cũng không biết nữa. Mình còn xa lắm. Chứ chưa có. Có chồng, có vợ, tu, có giải thoát được không sao? Có chồng, có vợ thì nó cái này cháu hỏi thì chú cũng xin nói mà nói.
Thì mấy cái này nó cũng hơi khó. Có nhiều người người ta nói có chồng có vợ thì thuộc về chánh dâm nó cũng được, chứ thật thì nó cũng phần thuộc về phần tà không à. Thầy để chú đọc một bài này cho mấy cháu nghe, nói tiếng tiếng kệ từ bi quá dịu trầm, việc làm tham vọng việc thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thiền chỉ dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thác tà dâm. Nếu mình nghe được chánh pháp rồi thì mình phải thác tà dâm, mình mới về bên kia mới được. Nếu mà con còn bên kia mà tu tình chồng với vợ là cái đó là con đi về chắc có lẽ là làm dân Phật quốc, dự hội Long Hoa được kia, chứ mà nói thành Phật thì thành không được. Mình bây giờ chỉ yêu cầu sao được, mình tồn tại là được, là sống được, làm dân được rồi. Hỏi vậy là quý rồi đó. Đúng rồi, thì bây giờ chú cháu mình cũng có cái duyên lành hôm nay gặp nha vậy. Thì chú cũng nói với con vậy đó. Bây giờ thì chú cũng vậy, chú đi đây chú dắt người ta đi, chú nguyện cũng về dự hội Long Hoa trong thời kỳ cuối này nữa. Chứ không có nói được mà thành Phật thành tiên gì, nếu có mặt vô bốn ông thẻ vì dự hội là quý rồi đó. Thì chú cũng có nhiều lời thôi, cũng dứt lời xin tạm ngưng với mấy cháu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hồi nãy đó là chú Tám với chú Sáu cũng có nói là giả thân chân thân, thì đây thì cũng xin nhắc trích lời kinh Phật để cho quý vị nắm cho rõ ràng, để vì công kinh cũng có dạy trong giả thân có cái chân thân. Chúng sanh nên định tĩnh tâm thần sẽ tìm thấy chân thân ấy được. Vì trong chất ướt tất nhiên có nước, mà trong cành cây có chất bông hoa. Và trong giả thân của kiếp người ta có thân thật ráng mà tìm lấy. Bỏ thân giả thật thân khó thấy. Phật khi xưa cũng phải dùng thân. Thân ví như thuyền để làm chân mới đưa sanh chúng qua sông mê khổ. Nơi bến giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền để lại xong. Nếu như người còn ở giữa dòng bỏ thuyền tất là không tới bến. Nếu quý vị thấy bỏ thân giả này tu là không được. Cũng như chúng ta còn ở giữa dòng mà chiếc thuyền chưa vô tới bờ mà nhảy xuống lậu không được, không thể thành công. Đó, còn bây giờ chú hỏi chú Sáu hồi nãy vấn đề thú dữ. Hổ lang ác thú muôn bầy, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mạng ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Và thú dữ này Đức Thầy có viết nhiều bài lắm. Đức Thầy nói cảnh thúi núi non nhiều thú dị kỳ. Nó trọng ai hiền đức nhu mì và sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đó, hay hoặc giả là rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng mới có thần độ cho. Hay hoặc giả là chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam Quốc lương dân sẽ biết. Đó, quý vị thấy Đức Thầy giải trình cho chúng ta như vậy, chúng ta phải suy nghĩ thêm cho rộng. Còn đây là những cái tai nạn mà thiên tai sắp tới là đa bệnh đa binh. Thì chú Sáu hỏi nãy đó là nó không thể diễn tả hết nổi đâu. Bởi vì đa bệnh là nhiều bệnh, mà đa binh là binh âm, binh tướng của Đức Ngọc Đế sai xuống, và đó là binh tà binh chánh có đủ hết. Thì nếu chúng ta tu hành chân chánh thì được Phật trời ân trên che chở chúng ta. Cũng như bây giờ cái Covid này nè, nếu mà ai hiền lương được bốn cái đại đức từ bi hỷ xả đi, thì được chư Phật chư thần độ. Thì tâm Phật thì có Phật độ, mà tâm tà thì cô na nó mới ghé thăm thôi. Chứ còn chúng ta phải là yên tâm như thế đó, chứ không có chạy hết. Còn bây giờ nói đến thú dữ, mà đây là một cái đoạn pháp này phân tách cho quý vị nghe để rất là rõ, quý vị nhận thức nó kỹ càng luôn. Phật rất mong tất cả chúng sanh nên cải giữ về lành cho sớm, để sau đây những nạn tai ghê gớm sẽ nổi ra khắp chốn cùng nơi. Sự thảm thê không kể hết lời, chừng đó khắp nẻo đời người thấy. Có nhiều loại thú cầm kỳ quái, sức hung hăng không loại nào bì. Đúng thời kỳ chúng nó ri ri, ăn xé kẻ bất tri nhân nghĩa. Ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Để quý vị thấy đó lời kinh Phật mà thú dữ nanh gút răng nó như thế nào, mà Phật viết kinh mà nó gặp nó là bay hồn vía. Quý vị thấy không phải là đơn giản, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Đó là do lệnh của Hoàng Thiên chỉ trị kẻ không kiêng trời đất, chẳng hiếu nghĩa không lòng trung trực, cho hùm tha xấu bắt là vừa. Nhưng mà người tu hiền ngay thẳng sớm trưa, chúng thú sẽ lưng đưa cho mình cởi. Đó là kẻ đã tròn đạo ngỡi, qua biển rộng vượt lối núi rừng. Nói đến đây đạo sĩ vừa ngưng và cất giọng ngâm lên lời kệ: kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chim bằng, thiếu chi ông cởi cọp, nhiều vị ngồi trên lân, ai nấy đều nghiêm chỉnh để đến dự hội phong thần.
Nếu quý vị thấy ra là một đoạn kệ Đức Phật viết ra và phân tích cho chúng ta thấy đó là sao đây những thú như thế đó, đó. Nhưng mà nó chỉ nể người tu thôi. Còn những người không tu là nhìn ở trên trán không có phóng thằng điển quang tu niệm là nó sẽ ăn, nó xé chúng ta liền. Đó là trong những cái bài lời Duy Ngôn Phật Thầy Tây An cũng có chữ rành rẽ hết rồi đó quý vị. Coi đủ thời gian chưa? Thôi thì kính thưa quý vị, nơi đây gặp Hạnh Ngộ chú Sáu và tôi và Ngô Cường chú Nguyễn Hiệp thì cũng có trao đổi vấn đáp, nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy ở trên non tiên là Ngũ Hồ Sơn nơi đây. Thì thấy cái lưu tức cũng tương đối và trước khi chấm dứt, xin kính cầu chúc chư Phật mười phương, Đức Thầy, Hồng Ân Tam Bảo độ cho tất cả quý vị đồng đạo, quý khán thánh giả, tất anh em đạo nghĩa được an lành, gia đình hạnh phúc và sự tu hành được thành công viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật.